ngày cùng kính Đức Như Lai, học hành chư thiên tâm thần Ngài. Khi vừa đản sinh đi bảy bước, Tất Đạt Đa Thái Tử giáng trần. Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn, chúng sinh năm trước dài câu chuyện, cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân, có Tỳ Lô về chưa từng sinh, giữa cây vô ưu chưa từng diệt, bất sinh bất diệt đứng cù đàm, nước ướp hương hoa còn kính dâng, tâm thân tượng Ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước, hương tâm tỏa ngát khắp mười phương, nước ướp hương hoa còn kính dâng, tâm thân tượng Ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước, pháp giới chúng sinh thầy đã.